Chào các em, chúng ta gặp nhau ở nick số 2 của vòng thi số 6 Vlombit của lớp 6. Hy vọng sẽ gặp nhiều câu khó hơn. Còn những câu nào mà thầy đã giải ở nick thứ nhất rồi thì các em về lại nick thứ nhất mà các em xem cách giải ha. Rồi, chọn hai ô bằng nhau. Ta dùng một tờ nháp để lưu kết quả. Số các tập con theo những kỹ thuật mà thầy dạy ở trong khóa học V61 á. Đây các em, khóa học V61 ở trên mạng ha. Nếu các em hứng thú thì tham gia khóa học này để nâng cao cái tốc độ giải của những cái đề thi viên bích, những cái đề thường gặp, những cái kỹ thuật thường gặp, các em sẽ nắm rất là chắc ha. Bây giờ thầy trở lại. Số các tập hợp con thì tập hợp A có 3 phần tử thì số tập con của nó là sẽ bằng 2 mũ 3, tức là thành 8. Cái này trong khóa với số 1 có đề cập các em nhé. Rồi số các ước nguyên dương của 18 là ở nick số 1 thầy đã giải rồi. Về lại nick số 1 coi. Nó sẽ là 6. 6 ước. Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất thì chắc chắn là số 3 rồi. Rồi cái này, ô này thì ta có thể bấm máy nếu lười. Bằng 2 kia. Rồi cái bài này thầy đã giải ở nick số 1, giải rất kỹ bằng kỹ thuật của khóa học V số 1, cũng giải bằng cơ sở toán học luôn ha. Cơ sở suy luận toán học luôn. Giờ nó ra 7, về lại nick 1 coi. Tiếp tục, số các ước nguyên dương thì nó sẽ là 7 x 4 bằng 28 cho em nhé. Rồi, về khóa học V61 các em sẽ nắm rõ điều này. Như vậy ở đây rất là dễ ha. Nó cho mình cho trước nhiều đáp án quá. Rồi hai này đi với nhau, 28, 28. 6 đi với 6. 7 đi với 7. Rồi. 2 2 đi với 2. Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất. Số các tập con. À, ở đây hồi nãy thầy đọc cái đề không kỹ nữa kìa. Số các tập con của A, của A lớn á, thì là 8 tập hợp. Nhưng mà số các tập con có 2 phần tử á, thì chỉ có 3 thôi. Chỉ 3 thôi. Đó là gì? Thì nó sẽ là 1, 2 nè, 1, 3 nè, và 2, 3 thôi. Đây là những tập con có 2 phần tử của tập hợp A ha. Như vậy là nó chỉ có 3 tập hợp thôi. Và như vậy hai ô này đi với nhau. Ta qua bài thi số 2. Tập hợp các số có 2 chữ số. Tập hợp các số có 2 chữ số là bội của 41. Thì đầu tiên là 41 đã nè. Rồi sau đó là 82, các em cộng dồn lên rồi hết. Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng hai số nguyên tố? Có bao nhiêu cách viết? Thì mình bắt đầu thực hiện thử. 34 là bằng 2 cộng với 32. 2 là số nguyên tố nhưng mà 32 không phải số nguyên tố. Vậy bỏ. 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 34 bằng 3
cộng 31 được nè. 3 với 31 đều là xung tố. Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng hay xung tố? 34 sẽ bằng 5. 5 cộng với 26, à xin lỗi, 5 cộng với 29. 34 được các em. 5 và 29 đều xung tố. Rồi tới 7. 34 mà trừ cho 7 thì bao nhiêu? 27. 27 thì không phải xung tố ha. Bỏ. 34 bằng 11. 11 cộng 23 được. 11 và 23 đều là xung tố. Rồi tới 13. 21. 21 không phải xung tố, bỏ. 21 chia cho 3. Rồi 34. 34 lại bằng 17 cộng cho 10, 17. Được, 17 và 17 đều là xung tố. 34 bằng 19. 19 cộng cho mấy? 15. Bỏ. 34 sẽ bằng 23. 23 thì nó giống bên trên này rồi, bắt đầu là giống bên trên. Đúng không? Vậy mình bỏ đi. Không 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 tính nữa. Vậy cái nào bỏ ta bỏ luôn. Bỏ luôn. Vậy ta có tất cả là 4 cách viết. Nhưng mà người ta có tính giao hoán không hay chưa? Có tất cả bao nhiêu cách viết 34 dưới dạng tổng hay xung tố? 3 cộng 31, rồi 31 cộng 3. Vì thầy đang băn khoăn là người ta có chấp nhận giao hoán lại hay không ha? 3 cộng 31 là một cách. 31 cộng 3 liệu có phải là cách thứ hai hay không? Có tất cả bao nhiêu cách viết số 34 dưới dạng tổng hay xung tố? Mình tính giao hoán luôn đi các em. 31 cộng 3 cũng là một cách mà. 29 cộng 5. 23 cộng 11. Vậy là bài này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cách hoặc là 4 cách thôi. Nếu nó trùng lập á, thì là 4 cách. Không tính trùng lắp 31 với 33, 3 với 31 thì mình chỉ có 4 cách nha. Bây giờ mình lấy 4 hay lấy 7 này. Có tất cả bao nhiêu cách viết 4 cách này. Tổng hay xung tố 4 cách. Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 120 chia hết cho 2 với 5. Tại vì các số tự nhiên nhỏ hơn 120 chia hết cho cả 2 và 5 bắt đầu sẽ từ số 0 tới 10, 20 vân vân cho tới 120. À nhỏ hơn 120 mà. Lấy tới 110 thôi. 12 số. Viết số 43 dưới dạng tổng hai số nguyên tố. Cái bài này ở nít trước ta làm rồi kìa. 41. 41 cộng 2 đó mà. Câu số 5. Câu số 5. Hai x cộng 3 sẽ là ước không? Là ước
của 14 suy ra 2x cộng 3 sẽ thuộc tập hợp nào? Sẽ thuộc tập hợp 1 14 2 7. Hết rồi. 14 chỉ có chừng đó ước thôi. 1 14 2 7. Rồi bắt đầu các em làm việc tiếp. 2x cộng 3 bằng 1 trong 4 số đó thì 2x sẽ bằng cái gì? Ta thử trường hợp thứ nhất. 2x cộng 3 bằng 1 là không thể rồi, bởi vì x là số tự nhiên mà nhân 2 là cộng 3 nữa thì làm sao mà giảm xuống còn 1. Bỏ. Ở 2x cộng 3 thì cũng không thể bằng 2 được. Nó phải lớn hơn 3, từ 3 trở lên không? Vì sao? Vì x thuộc n. Rồi 2x cộng 3 mà bằng 4 thì 2x sẽ bằng mấy? Sẽ bằng 4. Thì 4 cộng 3 mới bằng 7. Rồi 2x cộng 3 mà bằng 14 thì 2x sẽ bằng 10, 11. Giờ 2 nhân x thì chắc chắn là số chẵn rồi. Như vậy là không thể bằng 11 được, chỉ bằng 4 thì mới có lý rồi, không? Vì 11 lẻ. Vậy x sẽ bằng 2. X sẽ bằng 2. Hai nhân 2 là 4 bằng 7 ha. 2. Câu 6. Số nguyên tố P nhỏ nhất sao cho P cộng 2 và P cộng 4 đều là số nguyên tố. Giờ là số 3, nhìn vô thấy luôn các em. 3 là số nguyên tố, cộng 2 là ra 5, cộng 4 ra 7, số nguyên tố hết. Câu số 7. Câu số 7 mình cũng làm nhiều rồi. Hai x cộng một hai x cộng một nhân cho y trừ ba bằng 10. Hai x cộng một nhân y trừ ba bằng 10 thì các em thấy là nhân nhau bằng 10 có vài cặp thôi, năm. Hình như bài này mình làm rồi, mình làm ở cái viên bích ở vòng trước rồi các em. Các em coi lại vòng thi số 5 toán 6. Bài thi đi tìm kho báu đó. Nha. Các em trở lại bài đó. X sẽ bằng nếu thầy nhớ không lầm là 2, còn y là bằng 5 đó. À mà có bao nhiêu cặp mà 5 x 2 nè, 2 x 5 nè, 1 x 10 nè, và 10 x 1 nè. Rồi 2x cộng 1 là có thể là 5, 2, 1 hoặc 10. Lúc đó y trừ 3 sẽ là lần lượt bằng 2, 5, 10, 1 thì nhân nhau mới ra 10 được. Nhưng mà các em để ý là 2x cộng 1 là số lẻ nghe. Bởi vì 2 x x là số chẵn nè. X x 2 là số chẵn, chẵn cộng 1 thì thành lẻ. Vậy nó chỉ có thể là 5 hoặc 1 thôi. Còn 2 với 5 á là không thể xảy ra ha. 2 với 10 là không thể xảy ra, bỏ đi. Nếu 2x cộng 1 mà bằng 5 á, thì x sẽ bằng 2. Lúc đó y trừ 3 là bằng 2, vậy tức là y sẽ bằng 5. Còn nếu 2x cộng 1 mà bằng 1 á, thì x sẽ bằng 0. Các em dùng kỹ thuật tìm x tìm y ở trong khóa học V61 của thầy, các em làm cho nó nhanh. Rồi, lúc đó y trừ 3 bằng 10 thì y sẽ bằng 13 các em nhé. Vậy ta có 2 cặp ha. Có 2 cặp 2, 5 hoặc là 0, 13. Có 2 cặp. Tiếp tục. Số nguyên tố nhỏ nhất sao cho P cộng 10 và B cộng 14 cũng là số nguyên tố. Thì đó chính là số 3 các em. B bằng 3 luôn, giống trên này. 13, 17 đều là số nguyên tố. Câu số 9. Câu số 9.
Dùng 3 trong 4 số 4, 3, 1, 5 ghép lại thành số chia hết cho 9, chia hết cho 5. Dùng 3 số ghép lại thành số chia hết cho 9 và chia cho 5. Bắt buộc phải lấy số 5 rồi. Bắt buộc phải lấy số 5 rồi kìa. Để làm đuôi. Để làm đuôi mới chia cho 5 được. Rồi lấy 5 thì phải lấy 4, lấy 1 nữa. Thì cộng lại nó mới, xin lỗi, 4 lấy nó lấy 3, lấy 1 nữa thì cộng lại nó mới bằng 9, nó mới chia hết cho 9 được. Còn số 4 là cho vô cho vui thôi chứ không có lấy được số 4. Ghép lại thành số chia hết cho 9 và chia cho 5. Như vậy là ta sẽ chọn hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Ta chọn hàng đơn vị trước đi. Hàng đơn vị bắt buộc phải chọn số 5. Như vậy là có một cách chọn thôi. Rồi sau đó là mình chọn hàng trăm và hàng chục. Hàng trăm có 3 cách chọn, 5 cũng được, 3 cũng được, 1 cũng được. À đâu có. Không được. Số 1 chọn rồi. Thì số tiếp theo là chọn 5 hoặc 3 thôi. Như vậy là có hai cách chọn và như vậy là anh này có một cách chọn. Ok, như vậy là mình nhân lại hàng đơn vị có một cách chọn là chọn số 5, hàng trăm có hai cách chọn trong hai số còn lại, và cuối cùng là hàng chục thì chỉ còn một số thì mình chọn cách thôi. Vậy là có hai số thôi, kia hai số. Mình thử lại thử coi. 1, 3, 5 là số chia hết cho 9, chia cho 5 này. Rồi 3, 1, 5 cũng chia cho 9, chia cho 5 này. Hết rồi. Một, ba, năm. Ba, một, năm. Rồi có bao nhiêu số nguyên tố có dạng A21, A chục, một đơn vị. Các em coi lấy 11 được không? 11 được, số nguyên tố mà. 21 bỏ, chia hết cho 3. 31 được. 41 được. 51 chia hết cho 3 bỏ. 61 dùng kỹ thuật kiểm tra. Số nguyên tố được 71. 71 cũng là số nguyên tố. Lấy luôn. 81 bỏ, 81 chia cho 3. 91. Thử coi. Hợp số rồi, 91 chia cho 7. Vậy ta chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa? 11, 31, 41, 61, 71, 81 là bỏ, 91 cũng bỏ luôn. Vậy là ta chỉ có 5 số thôi. Vậy là chúng ta đã làm xong bài toán. Ôi sao đồng hồ không chạy ra? Kỳ cục ha. Cái mạng kỳ này sao? Thầy đang băn khoăn cái câu 2 này thôi nè. Câu 2 đó là mình sẽ có 4 cách hoặc là 7 cách. Nếu người ta tính giao hoán là một cách thì mình sẽ có tới 7 cách lận ha. Rồi ta nộp bài kìa. Rồi tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Đáp án đúng hết. Như vậy là câu đó là 4 cách kem nhé. Không có tính giao hoán ha. Tính rồi.
có 5 đội bóng đá thi đấu, hai đội chỉ gặp nhau một trận thôi. Cái này trong khóa học V61 đã học rồi, các em sẽ làm rất nhanh ha. Ta lấy 5 x 4 là 20, chia đôi là 10. Tại sao nó lại như vậy thì các em nên tham gia khóa học đó, thầy không giảng nhiều lần nữa ha. Bài toán bắt tay, bài toán bóng đá, bài toán nối nối đường thẳng qua hai điểm ha. Đó chính là nội dung trong khóa học, một trong những nội dung nhỏ ở trong khóa học V61. Các em nhớ tham gia cái trang web của thầy. Và nếu thích thì tham gia các khóa học này. Và sắp tới thầy sẽ mở nhiều khóa học hơn nữa. Và đặc biệt là gần thi cấp trường, huyện, tỉnh thì thầy sẽ tổ chức những cái khóa mà cho thi thử trắc nghiệm với hệ thống đề của sát với đề của Bộ Giáo dục luôn, để các em thi có thể đạt kết quả cao nhất có thể. Mọi hướng dẫn nằm trong trang web này các em nhé, buồnnguyenluận.wordpress.com, hoặc là các em lên Google, các em gõ Bùi Nguyên Luận Enter là nó ra thôi. Cho 6 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tất cả các đường thẳng đi qua 2 trong 6 điểm. Nó chính là bài toán bắt tay vừa rồi luôn, bài toán đá bóng vừa rồi luôn. Đúng không? Các em lấy 6 nhân 5 là 30. Chia đôi là ra 15. Trong khóa học đã có công thức và cơ sở toán học rất là kỹ rồi. Vậy các em nhé. Nếu thích tham gia khóa học thì các em lập tức vào trang web của thầy ngay đi ha. Viết liền nhau các số từ 1 đến 99 thì nó xuất hiện 20 lần chữ số 9. Ở nick thứ nhất thầy có giải rất kỹ, các em trở lại nick nhất coi. Số phần tử các tập hợp không vượt quá, cái này ở nick 1 thầy có giải 2011, các em đếm một cái ra liền mà. Sông Hồng ở nick số 1 đã giải. Không gặp con nào khó khó đi. À, bài toán chọn lựa các em. Có thể lập được tất cả các số có hai chữ số khác nhau. Các em chọn hàng chục trước thì có 5 cách chọn. Và sau khi hàng chục chọn một số rồi thì còn 4 số thôi, như vậy là hàng đơn vị có 4 cách chọn. Ta lấy 5 x 4 ha. Bài toán lựa chọn trong khóa học V61 sẽ là bằng 5 x 4 bằng 20, 20 số. Số phần tử của tập hợp chia hết cho 7 nhỏ hơn 50. Thì các em lấy 49 trừ 0 rồi chia cho 7 cộng 1, 8 số. 8 số. Toàn câu dễ không à. Ta muốn gặp câu khó hơn, gặp toàn câu dễ không à. Tập hợp các số nguyên tố có hai chữ số lớn hơn 51. Ở nick 1 thì giải rồi, có 10 số. Câu khó đi, câu khó đi. Sao gặp toàn câu dễ không vậy? Đi thi thì lại gặp toàn câu khó. Cho 5 chữ số 2, 5, 0, 6, 1. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số chia cho 5. Đây, bài toán lựa chọn nữa rồi. Số ta cần lập có hai chữ số là hàng chục và hàng đơn vị. Nha, lập được bao nhiêu số có hai chữ số chia cho 5. Muốn chia hết cho 5 thì các em để ý đuôi phải là bằng 0 hoặc là đuôi bằng 5. Giờ thầy làm cái trường hợp 1 đi. Trường hợp 1 là đuôi bằng 5 hay là đuôi là 0? Đuôi là 0 thì có mấy số? Có thể lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số? Giờ ta có 4 số. 4 số. 20, 50, 60 và 10. Đó là những số có hai chữ số chia hết cho 5. Trường hợp 2. Đuôi là 5. Đuôi là 5 thì có 3 số thôi. Ba số thôi. Đó là gì?
25, 65 và 15. Vậy có tất cả là 7 số. Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bằng 5? ABC, A cộng B cộng C bằng 5. Rồi ABC khác nhau. Như vậy thầy bắt đầu từ số 5 đi. 5 thì sẽ đi với 0 với 0 thì cộng lại mới mong ra 5. Nhưng mà 0 với 0 thì giống nhau rồi, vậy bỏ đi. Bỏ ha. Vậy thầy đi từ 4. 4 thì đi với 1, đi với 0 thì cộng lại mới ra 5. Và 3 chữ số khác nhau, được. 3 đi với 3 đi với 4 đi 1 đi 0 rồi hết rồi đó. 4 thì đi với 2 được. 3 đi với 0 đi với 2 thì cộng lại mới ra 5, được 3 chữ số khác nhau. 3 đi với 1 thì đi với 1 nữa mới ra 5 đúng không? Nhưng mà 1 với 1 thì giống nhau rồi, bỏ. 2 2 đi với 0 á, thì phải đi với 3. Có rồi, cái này có trên này rồi. Để có trên này rồi. Rồi, 4. À, 1 chứ. 1 thì đi với 2 đi với 0 thì phải đi với 3 mà trên kia có rồi. Còn 2 đi với 1 á thì phải đi với 2. Đúng không? Mà 2 1 2 thì 2 với 2 giống nhau, vậy bỏ luôn. Bỏ luôn. Rồi 2 đi với 3 thì ở trên đi rồi. 2 đi với 3 ở trên đi rồi nè. Vậy đi 1, 1 đi với 0 thì đi với 4. Thì cộng lại mới ra 5 mà trên này có rồi, tôi bỏ đi. 1 đi với 1 thì đi với 3, nhưng mà 1 với 1 giống nhau thì không được. Vậy 1 đi với 2. 1 đi với 2 thì nó phải đi với 2 thì nó mới ra 5 được. Ở trên này có và bị bỏ rồi nè. Vậy là hết rồi đó. Vậy ta chỉ có lấy được hai cái này thôi. 410 thì ta sẽ lập được mấy số? Hàng chục là có hai cách chọn, là 4 với 1 thôi. Sau đó hàng đơn vị là còn lại hai cách chọn, và hàng trăm là có hai cách chọn, là 4 hoặc 1 thôi. Rồi hàng chục thì mình chọn hai cách, một trong hai số còn lại. Và tới hàng đơn vị thì chỉ còn một cách chọn đó thôi. Vậy ở đây là đây cũng giống y như vậy kìa. 2 x 2 nhân 1 là bằng 4 cách chọn ha, 4 số. Trên này cũng vậy, trên này cũng bằng 4 số. Vậy tổng cộng ta có 8 số. Các em xem nội dung của bài toán lựa chọn ở trong khóa học V số 1 của thầy ha. Rồi 4 số cộng 4 số, vậy có tất cả là 8 số. Ông em nào mò cũng được. Nó có 410 nè, 401 nè, rồi 140 nè, rồi 104 nè, rồi 302 nè, rồi 320 nè, hay là 230, 203. Đó, em nào mò cũng ra được không? 8 số tất cả. Như vậy ở cái nick thi số 2 này vẫn không có câu nào gọi là khó lắm. Vẫn không có câu nào gọi là khó lắm. Thầy sẽ tiếp tục giải nick số 3 để giúp các em gặp những câu khó hơn, để rèn luyện trình độ của mình. Nhớ tham gia khóa học của thầy nếu thích ha. Tạm biệt các em, gặp lại ở trong nick số 3.